Với một mẫu xe gầm cao 5 chỗ, giá bán hiện đang tốt nhất tại thời điểm hiện tại, chị và các bạn có thể sở hữu về một chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 sản xuất năm 2021, model năm 2022, lăn bánh với quãng đường là hơn 28.000 km, có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu kem, trang bị đầy đủ những cái tiện nghi tính năng option để chị và các bạn có thể trải nghiệm và là xe chính chủ từ đầu sử dụng. Những đường nét tổng quan sơ qua về nội và ngoại thất giữ được độ đẹp do bác chủ bảo dưỡng định kỳ cũng như là chế độ bảo hành hãng đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể check kiểm tra. Auto 31 bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, máy móc hộp số còn nguyên zin nguyên bản. Anh chị và các bạn có muốn trải nghiệm mình có thể qua trực tiếp cửa hàng số 3133 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để mình có thể trải nghiệm lái thử thực tế anh chị nhé. Đây là những đường nét chi tiết về hệ thống mâm của chiếc xe với hệ thống mâm hợp kim 5 chấu cùng với những phần như này. Dàn lốp của chiếc xe vẫn còn rất là dày dặn. Hệ thống phần mép lối, mép cản, sơn zin. Tỷ lệ sơn zin trên chiếc xe đã còn rất là nhiều. Xe cũng trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống bậc lên xuống là bậc cứng, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Những phần tay lắm cửa được sơn cùng màu với cả ngoại thất và những cái phần viền mạ chân kính tạo lên cái vẻ nổi bật cho chiếc xe khi nhìn về phần thân xe. Những đường nét tổng quát thì em luôn quay đầy đủ, rõ ràng, công khai cho anh chị và các bạn thông tin minh bạch để đảm bảo cho anh chị và các bạn có cái thông tin rõ ràng đưa đến cái sự cân nhắc. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn những tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến cam đùi, gạt mưa, hệ thống đèn cảnh báo. Cụm đèn hậu của chiếc xe được tạo hình rất là bắt mắt với những chi tiết tạo đèn LED. Rồi những phần lipo thể thao, lối liền hai ống xả là một cái viền mạ chrome kéo dài. Đây là những cái đường LED về hệ thống keo chỉ, đinh tán, tất cả những cái chi tiết này em đều quay rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng tham khảo và cân nhắc với chị nhé. Và với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng hãy mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Với một cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe khá là rộng rãi, có trang bị gập cốp điện ở hàng ghế thứ hai giúp cho anh chị và các bạn có thể là đóng mở cốp, đóng gia tăng thể tích chứa đồ một cách dễ dàng. Đấy. Khi mà anh chị và các bạn dựng cái hàng ghế thứ hai lên thì mình phải dựng cơ anh chị ạ. Đây là những đường nét về hệ thống cánh cửa với những đường nét về hệ thống táp ly, những chi tiết ốp gỗ và hệ thống loa của chiếc xe sử dụng là loa thường thôi, chưa được trang bị là loa boom. Với bản Formatic thì nó sẽ trang bị loa boom anh chị nhé. Ghế ngồi, thảm trải sàn ba chủ cũng nâng cấp rồi. Anh chị và các bạn mua về sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí. Đây là những cái phần như là hệ thống ghế ngồi với hệ thống ghế da đục lỗ thông hơi. Với dòng xe này thì nó sẽ có cái độ ngả sâu giúp anh chị và các bạn có thể là mình nghỉ ngơi, thư giãn trong những chuyến đi xa không bị mệt mỏi. Với những cái chuyến đi xa mà ngồi cảm giác khó chịu nó sẽ gây đau lưng. Đây là những cái phần như hệ thống không gian khoang lái của chiếc xe, những tính năng cơ bản thôi. Lên xuống kính, chỉnh gương, hệ thống nhớ ghế, rồi là ghế chỉnh điện hai bên. Đấy, tất cả tiện ích của chiếc xe. Những chi tiết phím được bọc kim loại trông rất là nổi bật, cũng như là tạo lên cái vẻ sang trọng cho chiếc xe. Anh chị và các bạn có thể thấy qua những đường nét khấu hao trong quá trình sử dụng của chiếc xe để có thể đánh giá được cái mức độ vận hành của chiếc xe. Chất lượng ma ghế rồi là đến những phần ghế ngồi trang bị hai ghế thể thao giúp anh chị và các bạn có thể ngồi nó dễ chịu, nó ôm lưng. Bên trong đây là với những cái phần touchpad cũng như là hệ thống phím điều chỉnh chức năng rồi là màn hình giải trí, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, lẫy chuyển số thể thao, hệ thống cần số sau vô lăng và giới hạn tốc độ, rồi là tăng chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh rất là thuận tiện cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng thao tác. Tính năng công nghệ an toàn đầy đủ, túi khí rồi đến những cái tính năng ABS, EBD và rất nhiều tính năng hỗ trợ người lái khác nữa.
Anh chị và các bạn hãy qua cửa hàng để mình có thể trải nghiệm thực tế những cái tính năng đó. Và đây là những cái chi tiết về không gian khoang máy của chiếc xe anh chị ạ. Với máy móc của chiếc xe này thì nó còn nguyên bản, chưa dọn dẹp gì đâu ạ. Tất cả các chi tiết này như là từ lấy từ nhà khách về thôi, chưa hề dọn dẹp gì cả. Mercedes-Benz GLC 200 sản xuất năm 2021. Hiện là năm bánh với quãng đường là hơn 28.000 km, và mức giá đang chào cho anh chị và các bạn trong khoảng 1,4 tỷ. Chi tiết cụ thể thông tin thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và cũng rất mong anh chị và các bạn ủng hộ em bằng cách chia sẻ bài giúp em để cho những người có nhu cầu tìm hiểu về chiếc Mercedes này có thể là tìm mua nhanh nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.